khai tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Dân và Toàn Thắng huyện Kim Động. Gạch đá, phế liệu xây dựng, thậm chí cả rác thải công nghiệp đã bị đốt cháy được chất đống trong hành lang của tuyến đường. Được biết tình trạng đổ trộm chủ yếu diễn ra vào những khung giờ sáng sớm và nửa đêm. Tình trạng rác thải xây dựng không chỉ diễn ra ở tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình mà còn có ở hầu khắp các địa phương như Văn Lâm, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hảo. Điển hình tại đường DH14 qua thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo và thôn Đại Từ, xã Đại Đồng có hàng chục doanh nghiệp sử dụng phế liệu xây dựng như gạch vỡ, bê tông để san lấp mặt bằng lên đến hàng chục khối. Và điều này gây nhiều hệ lụy với môi trường và kết cấu thổ nhuộm đất. Chỉ tại các tuyến đường mà tại các bãi rác tự phát, rác thải công nghiệp cũng được tập kết tại đây. Vào tháng 6 năm 2021, công an xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng điều khiển xe ô tô đổ trộm 4 tấn rác thải công nghiệp tại khu vực bãi rác của thôn Lực Điền. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận chở thuê rác cho một doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp Phố Núi A. Theo thống kê của Công an huyện Yên Mỹ, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã phát hiện và bắt quả tang 13 vụ đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường. Theo quy định tại điểm B khoản 9 điều 20 Nghị định 155/2016 NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016, phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao cho bán tiếp nhận chôn lấp đổ thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường dưới 1.000 kg. Trường hợp chuyển giao cho bán tiếp nhận chôn lấp đổ thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg, phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg, phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Mức xử phạt đối với hành vi đổ trộm phế thải xây dựng đã được quy định khá rõ ràng, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe. Nhiều địa phương khi nhắc đến tình trạng này thì đều nêu khó khăn, đó là lực lượng mỏng, địa bàn rộng, các đối tượng chủ yếu đổ trộm phế thải vào ban đêm tại các khu ít dân cư. Hành vi đổ trộm lại diễn ra nhanh nên khó bắt quả tang hành vi vi phạm để xử lý. Vì vậy, trước tình trạng trên, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền đối với các cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, thông báo đến các khu dân cư, tạo sự răn đe, từ đó lan tỏa ý thức, trách nhiệm và vai trò giám sát của mỗi người trong công tác bảo vệ môi trường.